Hello mọi người, là em đây. Hôm nay em sẽ lên nhà chị Kem nha mọi người. Thì mọi người hãy theo chân em thôi. Let's go. Trong thời gian chờ đợi thì mọi người hãy xem clip của chị em nha mọi người. Bịch 10.000 bánh trâu ơi. Mày hỏi chi, mày hỏi bánh tráng mà bán hết chưa chi? Dạ nếu còn thì để bán đi đúng không? Trời ơi mấy cái tao gành dữ lắm, đừng có chơi với tao nữa. Hai bịch bánh tráng giao đâu về em? Hai bánh tráng giả đầu à cháu? Cháu tao kêu mày mua 3 bịch. Ủa tao kêu mua 5 bịch sao bố có 2 bịch hoài cháu? 5 bịch đi chị ship cho con. Chị không có ship 2 bịch, chị ship từ 5 bịch thôi. Chị ship từ 5 bịch thôi, ăn 5 bịch giùm chị đi con. Lên giùm chị 5 bịch đi cháu, mày lì quá. Mày lì quá, mày lên giùm chị 5 bịch coi, 2 bịch ai mà giao. Em còn có 20k trời, nghe mày đứt ruột không? Nghe mày đứt ruột, đứt gan, đứt từ trong hang, đứt ga vậy đó. Mày tóm lại mày lấy 5 bịch phải không? Đừng có đem lại mày thiếu tao 30 nha mày. Con Châu á, con Châu gì đó, nó ở đâu á, Long Xuyên á. Phải không Châu? Mẹ Long Xuyên phải không? Chị lấy cho mày 5 bịch nha. Ai, không chị không phải nha, tao mới vô con Châu. Châu á, Châu sớm nó có mua 2 bịch, cái tao kêu họ lấy 5 bịch không đi. Phải. 2 bịch là con gì mà, con chằn gì mà. Hồi nãy tao chưa có chốt. Tao nói là cưng ơi, lấy giùm chị 5 bịch đi cưng. Cái mày tao thấy nó không trả lời. Alo. Rồi vậy thôi, mày lấy 5 bịch mày ở đâu mày em cầm anh địa chỉ. Em không có được, hay là hai gác đi rồi kêu Hùng Nguyên là bá gà à. Mày lấy 5 bịch đi rồi mày cho tao số hội địa chỉ đi. Minh Châu mày ở đâu? Gần nhau là ở đâu Minh Châu? Gần nhau là ở đâu má, gần nhau lết cái lồn qua lấy đi rồi ghi ship nha. Đây nè, em ở Hậu Giang nè. Thôi má, Hậu Giang mày, Hậu Giang không mày bán bánh tráng hết trơn hả? Hậu Giang không mày bán bánh tráng hết trơn hay gì mà mày xuống Long Xuyên mày ăn mày đòi ghi ship. Gần mà. Gần thôi, gần quá à, xa nhau tí đi. Lấy em áo đen Adidas nè, ok Minh Châu nè, liều mạng bán cho mày luôn á. Rồi vậy mày lấy mấy bịch bánh tráng mày nhắn lại đi chị chốt cho. Tại biết sao không, có mua đồ thì chị kèm 2 bịch bánh tráng được. Chứ mày mua 2 bịch không chị cũng không có bán. Áo khoác cho nó là cái áo khoác nãy nó mua sao người ta mà. Ừ. Ừ lấy Adidas cho mày rồi đó, bây giờ mày lấy mấy bịch bánh tráng. 2 bịch hả, biết ra nó suy nghĩ nó mua 3 bịch là sao. Kêu con Minh Châu anh bắt rồi. Chốt cho anh Châu đi. Liều mạng bán cho nó luôn đó, nhưng mà phải chuyển khoản tao mới bán nha. Rồi mày cười gì hoài Châu, vậy là mày không có chốt phải không? Mày không chốt thì để tao bán cho người khác nha. Chứ comment xàm xàm gì hoài vậy thôi, xả phun Minh Châu ra đi. Cái quần chị Hiếu Mai nè. Cái gì mà comment xàm xàm hoài gọi chút đơn cho em đi là cái gì? Xả phun Minh Châu ra đi. Nghỉ bán cho nó đi, mệt lộn quá. Chặn mày luôn. Còn dòng cái thứ chốt đơn là phải để yên cho người ta chốt đơn chứ. Sao mà mắc dạy mà chốt xong mà cứ comment cà rỡn hoài. Còn vậy thì ai dám bán mà trong khi người khác người ta muốn lấy. Thôi đi mày khỏi luôn đi Minh Châu ơi. Mày khỏi luôn đi. Người ta đang livestream mày kêu điện thoại chốt đơn, mày kêu xàm xàm gì hoài à. Thôi mày comment xàm đi mày khỏi mua đồ. Mày comment xàm đi khỏi mua đồ. Nè chửi mày mà đau họng luôn nè, mệt cái lồn quá à. Đủ quỷ. Thiệt, không mấy con tao chỉ con tao là chết mẹ với tao rồi. Ngỡ lóc Minh Châu kìa chị, lóc nó đi. Nó cũng không có giúp ích chị được một phần nào trong cuộc sống này hết trơn á. Phải chị nó mua đồ chị, nó mua cho chị tiếp cái gì con mẹ gì đó đi ha. Nó mua xong nó kêu tao nào, sao giờ này chưa gọi chốt đơn. Nó đi mẹ tao nó mới về chốt, xong giờ nó hỏi tao sao không điện thoại chốt đơn. Ai, cuối cùng cũng gặp mặt được chị yêu. Thì chị em mình đã nói lại tình xưa rồi nha mọi người. Ok thì mình đi trong ngày về nên là mình sẽ không được đi quá một ngày, nên là mình phải về trong ngày. Chị yêu có rủ mình đi chơi nhưng mình không đi được. Buồn muốn rớt nước mắt. Nhà quá trời đơn luôn má ơi. Chốt muốn khùng luôn mấy má ơi. Bởi vì ai mua hàng của chị tôi thì đừng bơm nha. Bơm là chị tôi tới nhà đó nha. Nói chứ đừng có bơm bả nha mọi người, tội nghiệp bả lắm. Thì sợ trễ không có xe về nên mình sẽ quyết định ra bến xe nha mọi người. Thì anh người yêu của chị cực dễ thương đã đưa mình ra bến xe. Á hi hi. Nói chung là người trong nhà chị rất là dễ thương. Love you too, come on. Thì cảm
cảm ơn mọi người đã xem video. Nhớ like và subscribe ủng hộ mình nha. Bye bye. Rồi nghe, bye bye mọi người. Không quên chúc mọi người buổi tối vui vẻ ở Lana.